3 cân. Quá. Tôi mua thịt 3 cân mốt thôi được rồi. Thấy chưa? Đó, okay. Hơn 5 cân. Hơn 13 cân. Đúng 10 cân rồi. Cho thêm tí. Chục cân rồi đúng không? Hôm nay là giao là 20 cân này cộng 28 cân. Đây là ra cân quả mỗi quả bưởi cho bao nhiêu cân? 7 quả bưởi, à, bao nhiêu cân? Hơn 9 cân. 9 cân, mỗi quả hơn 1 cân. Đây cả nhà xem này, gần 40 cân đấy, trong một buổi sáng. Ấy bận suốt từ sáng giờ các bạn ạ, coi như là gom coi như là mấy đơn lên, nhiều đơn quá, loạn dần loang loạn suốt từ 6 rưỡi 7 giờ sáng, đầu rối hết cả lên rồi các bạn ạ. Đấy, có mấy người mua thôi mà đã rối cả đầu lên, không có kinh nghiệm. Cái tội là không có kinh nghiệm buôn bán nên bây giờ là nó thế đấy. Đây như hôm qua đây có anh ở bên Thường Tín, anh đặt dưa chuột với cả ổi đấy, thì đầu tiên anh đặt có 5 cân dưa chuột thôi, thành ra là mình không biết nào, bây giờ đi thì lại không bỏ công, mà không đi thì lại tiếc. Sau anh đặt thành 10 cân dưa chuột, nên là mình hỏi thêm, mua thêm, anh mua thêm 5 cân ổi nữa. Thì tổng là 15 cân thì cũng gọi là cũng chưa thật sự là bỏ công đi đâu, nhưng mà là cũng tạm các bạn ạ. Tại vì là đi di chuyển khoảng 20 cây số mới đến chỗ anh ấy cơ. Đó, và tối hôm qua đấy thì các bạn xem video sẽ biết là mình đi mình bị còn bị lạc đường, người ta chặn đường, cái đường ấy vắng vẻ và mình lại đi muộn đó. Thành ra là tìm được nhà anh ấy khá là khó. Nhưng mà trong lúc tình cờ đi như thế mình lại phát hiện ra khu đấy là cái khu mà chuyên làm gọi là đồ gỗ nội thất, bàn ghế. Và vừa rồi mình giao cái đơn của chị ở Bát Tràng này, thì theo như mình tìm hiểu ấy, cũng có một bà chị khác của mình bán cái ổi này ở đây khu vực này là 30.000 một cân. Và hiện tại mình bán 22.000 một cân vẫn là quá rẻ các bạn ạ. Mà chất lượng của mình cũng không có thua kém gì đâu nha. Nói chung là cũng cùng một gọi là cái nguồn gốc thôi. Nhà nọ nhà kia trồng thì nó cũng chỉ gọi là chênh nhau một tí thôi, nó không khác nhiều các bạn ạ. Từ hôm ấy là bà chị này đặt cho mình cũng là khá nhiều rồi. Gần 30 cân nổi rồi các bạn ạ. Đấy, cứ ăn thấy ngon thì bắt đầu giới thiệu cho hàng xóm, thì hàng xóm thì mua, đặt mua, nhờ mua hộ.
Hôm nay mình còn một đơn ở hai đơn ở công ty, tính thì tính là một đơn đi, hai đơn nữa là ba đơn, tổng này là bốn đơn, hôm qua là hai đơn. Đấy, cứ dần ra nó cũng được nhiều người mua đấy các bạn ạ. Đấy, nhưng mà giao như thế là cũng thấy vất vả đấy các bạn ạ. Lâu lắm rồi mới đi làm cái nghề gọi là đi giao hàng nhỏ lẻ kiểu này. Ngày xưa thì mình chỉ có làm cái nghề giao hàng thôi và không có kinh doanh cái gì cả, thì mỗi một chuyến đi cũng chỉ có lãi tầm 20.000, rất là ít, mà đi cũng xa đấy các bạn ạ, đi cũng 15 20 cây số cả đi lẫn về, nó khá là xa mà không được bao tiền. Mình thấy là cũng không nhiều người đặt mua bưởi, lác đác cũng chỉ có vài người mua tầm chục quả của mình thôi, nhưng mà mình thấy đấy, bưởi ăn rất ngon nhé, rất đáng mua. Mình đang để là 18.000 một quả là rất đáng mua luôn đấy. Ở trên Hà Nội thì mình đoán là nó phải tầm 25-30.000 một quả này. Mình có ăn thử rất là ngon. Đây là mà vẫn còn chưa để héo bạn nhé, mới chảy từ cây, mới chảy từ chín cây, mới chảy từ cây xuống thôi. Chứ còn nếu mà để héo khoảng 1 tuần 2 tuần nó còn ngọt sắc hơn nữa. Quả bưởi này khá là to các bạn ạ, mình cầm đã chắc tay mình đã đoán là nó phải hơn cân. Hôm nay mình cân thử đúng thật. Nói chung là mức giá mình vẫn luôn luôn cố gắng để cái mức giá nó rẻ hơn giá thị trường, mà chất lượng ấy của mình thì vẫn luôn luôn cố gắng là ngon và quan trọng nhất là nó sạch. Đấy, tối hôm qua đấy, sáng hôm nay dậy nhắn thấy anh bên Thường Tín, anh ấy khen nổi và dưa chuột ngon đấy, thế là mừng rồi các bạn ạ. Đó, mình mang hàng đi giao mình rất tự tin là sẽ ngon, và anh ấy khen thì mình cũng không lấy gì là ngạc nhiên đấy, nhưng mà vẫn rất là vui. Tại vì mình cũng đã đi ở trọ trên Hà Nội rất nhiều năm rồi, và dưa chuột là cái món mà mình mua gần như là hàng tuần, cho nên là chất lượng dưa chuột ở trên Hà Nội mình biết rất là rõ, không thể nào bằng quê mình được các bạn ạ. Thậm chí đấy, những cái quả mà các bạn nhìn là đẹp, là thẳng, là dài đấy, nhưng mà ăn không bao giờ non bằng dưa nhà mình. Bởi vì dưa nhà mình là chảy trong cái lúc mà nó vẫn còn non đấy các bạn. Nghĩa là nó vừa, đấy, nó vừa, nó không bị quá. Thành ra ấy, ăn nó rất là mềm. Dưa chuột là một loại quả ăn rất là tốt. Chung là tất cả những loại quả mà mình đang bán bây giờ đều là thuộc loại mà ăn hàng ngày được và ăn rất là tốt cho sức khỏe. Đúng không? Bưởi, dưa chuột, ổi đều là những loại quả rất là tốt. Các bạn ăn bao nhiêu ăn thoải mái, ăn no cũng được. Hot Facebook, hot TikToker. Ăn được á? Được á. Nhưng bể này có vụ đúng không? Có vụ này đắng đắng, có vụ này còn ngọt đúng không? Chứ không phải là vụ nào cũng ngọt như này đúng không? Không biết, chắc là do ấy thôi, chắc là do kiểu giống do vườn thôi chứ không phải là. Chưa ăn là thấy nó mọc lướt rồi. Bưởi này thực sự nếu mà so với kiểu bưởi diễn các thứ thì cũng không thua mấy. Bưởi này bưởi giống gì? Đây là bưởi hoàng. Bưởi này nó còn to, nó to chứ bưởi diễn bé tí đúng không? Nhưng mà bưởi diễn nó ngọt hơn. Nhưng mà bưởi bưởi mà như này tầm cỡ ăn như này là được. Được, không đắng. Bưởi sợ nhất là ăn đắng. Hồi ăn được ngon. Rồi hết vị hết rồi đúng không? Buổi trưa cũng còn không nhiều lắm, vài ngày thôi là ở dưới bảo ở trên này là mất dao. Mất dao à, trước để bà cầm trên đấy ở dưới đấy hai cái dao đây đúng không, một cái là bà lên bà thấy và cất đi.
không được. Mình chúc ăn xem nào, thì Thúy ạ. Em thấy là em đánh giá là được đấy. Quê người ta toàn trồng bưởi, giống như anh nhà anh quê toàn trồng bưởi vườn 10 cây thì đến 8-9 cây bưởi. Thôi cây bưởi nó để lâu quá, mình cả hình như là không thể chăm sóc mấy anh nhỉ. Nó sóc thế em cũng trồng đắng mới vụ đầu tiên rồi. Đắng đắng không bởi diễn kiểu đất phải là đất trồng. Mấy gì đấy? Đo đồng hồ à? Mấy gì của sáng à? Vâng. Đo đồng hồ à? Quay phim. Quay phim à? GoPro à. Nếu quay thì cà phê mini à? Ờ, hai túi 3 cân này mẹ chọn quả ngon ngon đó. Quả này đi hỏng rồi. Hỏng thì ăn sao đâu. Đâu quả xuống rồi biết gì. Hai túi 3 cân. 3 cân cho được ngồi lạnh hết. Dạ. Yeah. Một cân. Còn to hay là chọn của to đi, túi này hai túi này chọn của to đi. Chọn 3 cân. Đó đúng rồi. Thêm một quả đi. Đúng rồi. Ôi giời đúng rồi, hút một nạng thôi. Đấy, tươi rồi đấy. Và túi nữa.